Quang Linh lên tiếng vụ lôi con bị lợi dụng. Quang Linh Vlog gây chú ý khi bày tỏ thái độ không hài lòng với một số người tiếp cận lôi con chỉ để quay TikTok, đạt được mục đích rồi thì quay phát bỏ đi luôn. Sức hút của lôi con trong lần về Việt Nam lần này là một điều không thể phủ nhận. Song việc cậu bé quá được quan tâm, đi đâu cũng bị nhận ra vì vẻ ngoài đặc biệt và sự tiếp cận chưa phù hợp của một bộ phận fan, người dùng mạng xã hội đã khiến Quang Linh Vlog, một người thân thiết của lôi con phải lên tiếng. Trong clip, Quang Linh Vlog gây chú ý khi bày tỏ thái độ không hài lòng với một số người tiếp cận lôi con chỉ để quay TikTok, đạt được mục đích rồi thì quay phát bỏ đi luôn. Sáng nay có nhiều người chụp ảnh mình cũng nói cháu nó mệt, các cô các chú bắt tay ôm các kiểu thì được, toàn mấy bà đu TikTok, người này giật người kia chen vào quay. Quay xong rồi bỏ đi ngay luôn, nhiều khi cũng cay chứ, nhưng mà thôi, bản thân lôi nó còn nhỏ, nó chưa thể nào mà làm quen được các kiểu nhiều người xin chụp ảnh, quay clip. Như bản thân mình cũng thế thôi, nhiều khi đi ăn đi uống, cứ ăn một miếng vào mồm là lại phải đứng lên chụp, sau đó mới quay lại bàn, một tí người ra người vô. Cứ phải đứng lên chụp ảnh các kiểu cũng mệt chứ, cũng bức xúc nhưng mà thôi, theo cái nghề này mình không làm khác được, Quang Linh nói. Khi nghe những chia sẻ này của Quang Linh, nhiều người đồng cảm cho rằng nên có cách ứng xử phù hợp hơn, nhất là với một cậu bé vừa đặt chân đến một đất nước xa lạ. Khi dân tình còn đang tập trung vào câu chuyện này thì lại xuất hiện một clip khác gây tranh cãi với cảnh một người phụ nữ quay clip với lôi con, yêu cầu lôi thơm má mình nhưng cậu bé nhất quyết không chịu. Người phụ nữ dúi tờ 500.000 vào tay lôi con và yêu cầu cậu bé làm theo ý mình nhưng lôi con không quan tâm. Người này muốn tiếp tục kéo lôi con vào livestream đang phát sóng nhưng cậu bé không mặn mà, cuối cùng người phụ nữ hỏi có lấy tiền không? Lôi con không lấy và bỏ đi ra khỏi camera. Đoạn clip gây bực mình cho người xem vì hành động đưa tiền cho lôi con để yêu cầu cậu bé làm theo ý mình. Nhiều tranh luận nổ ra, một nhóm cho rằng vì lôi thích mua bánh, lần đầu gặp Quang Linh bên Angola cũng chạy theo xin tiền, nên bây giờ người phụ nữ kia cũng làm theo để mua cho cậu bé. Ý kiến phản bác không đồng tình với cách cư xử của trẻ con như vậy. Tình huống của Quang Linh và người phụ nữ kia là hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh. Người phụ nữ dùng tiền để ép lôi con làm theo ý mình, cậu bé còn quá nhỏ để tiếp xúc với tiền bạc và bị điều khiển là chuyện không nên. Trước đó, Quang Linh từng dạy dỗ lôi con không được tùy tiện nhận tiền của người lạ. Cậu bé hiện tại đã được chăm lo từ A đến Z và được chú Linh rèn rất kỹ. Có lẽ vì thế, lôi con đã không cầm tiền trong tình huống này. Ngoài ra, một số người còn chia sẻ thêm lôi con không thích thơm người lạ, chỉ thơm mấy cô chú trong team và không muốn thấy cảnh lôi bị như thế này. Lôi con tên thật là Mati Vado, 5 tuổi, là con trai của Mati Loi, một thành viên team châu Phi, từ một cậu bé châu Phi ở vùng quê nghèo không hiểu tiếng Việt là gì, chạy theo Quang Linh khóc đòi bánh. Sau vài năm đã trở thành một anh chàng lém lỉnh, ăn mặc chỉnh tề, tiếng Việt bắn như gió. Hiện tại, lôi con đang có chuyến đi về Việt Nam, chuyến đi thu hút sự chú ý của nhiều người.